Hôm nay mình giới thiệu cho các bạn về cái cách mà làm slow motion về cái video mà đi lùi chiếu chậm á, một cách đơn giản. Trước tiên thực hiện clip mà slow motion mà đi lùi đó, các bạn phải có clip và quay với chế độ là ít nhất là 60 khung hình trên giây, với chế độ full HD hoặc là 4K cho nó đẹp. 4K không có cái chế độ nào mà 60 khung hình trên giây đâu, ít có cái máy nào mà thực hiện mà 4K mà với cái chế độ mà 60 khung hình trên giây lắm. Cho nên máy thông thường các bạn quay với cái chế độ là full HD 60 khung hình trên giây đó. Là muốn thực hiện clip mà slow motion và đi lùi đó, các bạn import cái clip vào Premiere, chọn một cái clip nào đó mà bạn thấy ưng ý đó, rồi cái động tác phải nhân vật đó phải di động, chuyển động, mình phải thấy được clip nó đi chiếu chậm và đi lùi được. Chứ mà clip đứng yên thì không có tác dụng hết, mà cái chiếu chậm nó cũng đứng yên mà đi lùi nó cũng đứng yên. Cho nên là trong clip á, bắt buộc á, thứ nhất á, là phải quay 60 khung hình trên giây. Điều kiện thứ hai đó là sự vật trong một khung hình đó phải di động, phải chuyển động, là bạn phải làm, bạn phải thực hiện cái clip để được. Thao tác thứ nhất á, là slow motion, là 30 khung hình trên giây là chậm 50%. Nhấn vào clip, cái clip mà mình bỏ xuống đó, kích phải chuột và chọn speed duration, đó, bằng chọn là 50% là tốc độ của cái clip á chạy chậm là còn 50%. Đó. Và slow motion á, đó là slow motion. Còn để cho clip nó lùi đó, bạn cũng phải kích vào chuột phải của clip đó, bằng chọn speed duration và chọn reverse speed. Đó. Đó là thế là sao? Sau đó là bạn bạn nén video thôi, nén video và xem. Trước khi nén các bạn phải chọn một clip nào thay thế cái âm thanh của khi mà mình quay, nó là âm thanh nó đi lùi rồi nó nhỏ, rồi tốc độ chậm nó nhỏ, rồi nó có nghe được không. Cho nên là phải bắt buộc là phải chọn một cái âm thanh này để mà thể hiện trong clip đó cho nó sinh động. Clip đây này đã là hết. Cảm ơn các bạn đã xem. Nếu mà thấy clip này là có ý nghĩa hay thì đăng ký ủng hộ và nhấn chuông để mà ủng hộ cho mình. Xin cảm ơn, hẹn gặp lại.